Xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay là tiếp tục cái clip mà giá rẻ nha, giá hữu nghị chỗ Quỳnh Tùng, giới thiệu đến bà con cô bác có nhu cầu thì giao lưu nha. Rồi chào Tùng Tùng ơi. Chào anh em, thì hôm nay mình sẽ lên một số phôi mà coi như cũng đẹp đẹp nhưng mà giá là dễ chơi lắm, giá nền xèo à. Anh em xem ủng hộ em ha. Rồi cái này là sao, là bán theo cái này là em đưa lên là một lô 3 cây tại đó đồng giá, còn anh em thích cây nào thì là chọn cây đó thôi. Bây giờ thí dụ đi. Bây giờ đây là cái nhóm thứ nhất nha anh em. Nhóm thứ nhất gồm có 3 cây ha. Rồi thông số là em đo đây là đỡ có mất thời gian, là hoành 23 cao 50 nữa ha. Để từ. Hoành và cao ha. Hoành trên cao, hoành trên chiều cao, hoành 23. Hoành 27. Trên chiều cao là 105. Rồi hoành 23 trên 20, hoành nữa 20 anh ơi. 20. Rồi. Rồi, hoành và chiều cao anh em. Rồi quay rồi. Đi. Quay vòng nữa đi. Cái vòng này vòng góc cao. Cái này là nhóm 1 nha anh em, nhóm 1 cây số 1, số 2, số 3 này ha. Rồi anh em chọn cây nào thì chọn cho đỡ để thôi mất thời gian của anh em thôi chứ không gì. Rồi. Quay. Rồi quay một vòng nữa đi, vòng nữa để thấy cái gì. Rồi, quay đi. Nhóm này nghe 1 2 3. Rồi. 1 cái 1 là cây này ha. Nhóm 1 cây thứ nhất ha. Nhóm 1 cây số 2, nhóm 1 cây số 3 ha. Nói gì? Cho anh em có gì biết. 1 nè. Tức là nhóm 1 gì đó. À, cây số 2 nè, của nhóm 1 nè. Cây số 3 nè. Rồi ok. Rồi. Phan. Cây này là quên nói giá nữa. Ba cây này là mỗi một cây là giá 2 triệu, em bao ship tới nhà ha anh em. Giá mỗi cây nha. Là mỗi cây 2 triệu, là anh em muốn lựa cây nào cứ nói thôi. Chứ không phải là ép phải mua hết 3 cây. Đồng giá là để đồng giá em đưa lên lặn gì cho nó rút ngắn thời gian lại. Còn mua 3 cây thì bớt. Thì nếu mà mua hết 3 cây thì anh em sẽ mình thương lượng, có thể là em giảm chút đỉnh cà phê rồi cho anh em vui vẻ vậy thôi. Rồi. 3 cây 6 triệu. 3 cây 6 triệu là 1 cây 2 triệu bao ship tặng nhà ha. Mua hết thì có thể giảm. Rồi. Còn anh em thích cây nào thì cứ chọn cây đó thôi. Rồi. Rồi, đây. Đổi phôi. Thú không? Có bên đây nè, bên đầu ngồi bên đây nè. Thấy ra ngoài này cũng được, thấy ra ngoài. Tùy nhóm rồi đó. Cái này cao không kìa? Cái này đó. Này ghi luôn đi. Ghi hết rồi. Thấy không? Rồi, để cái mặt này đi, anh đi ngang cái. Đây, cái mặt này hoành, anh thay cái mặt hoành đây. Đây, hoành 24, cao 70. Hoành 21, cao 1m3. Hoành 27, cao 60. Đây, cao 60. Cây này cao 1m3 nè nha. Rồi, anh lấy tổng quát cho anh em coi là em xây nha. Giống cây này là cao 70 nè, cây ẹo nè, có cành bay nè, còn là chân quỳ không anh em. Chân quỳ thăng lắc không à, mấy cây này nói chung là đẹp không. Nhà mình luôn. Địa chỉ em là 922 khu vực 10 phường Châu Văn Liêm nha anh em. Rồi anh em có nhu cầu thì liên hệ với em số điện thoại 0903 820 888 ha, Zalo cũng vậy luôn ha. Rồi cho giá Tùng ơi. Ba cây này là cũng giá 2 triệu em bao tới nhà luôn ha. Cái này là cái nhóm 2 anh em. Nhóm 2 coi khoan để cây nè, cây nè. Cây số đầu quay đi. Rồi. Anh em lựa cây nào thì đưa. Nhóm 2 nè, cây số 1 nè anh em. Rồi nhóm 2 cây số 2 nghe anh em. Rồi nhóm 2 là cây số 3 nè nghe. Cây số 3 lộn. Cây số 3 nè nghe anh em. Cây số 3 để giữa nghe anh em. Cây số 2 là để bìa nghe anh em. Rồi cho một vòng tổng thể cái nữa rồi đổi thôi Tùng ơi. Rồi. 2 triệu luôn đồng giá ha. Đồng giá 2 triệu bao ship tới nhà, anh em thích cây nào thì lấy cây đó thôi chứ không có là ép hết mua hết 3 cây nghe anh em. Nói gì? Rồi.
Rồi đổi phơi nha. Rồi ra đi. Từ cao tới thấp nha anh em. Giá giảm dần nha. Giá giảm dần giảm. Rồi quay mặt số ra anh em ơi. Cái này là nhóm 3 nha anh em. Nhóm 3 ngày 20 ha. Ngày 20. À cái này là 24 nè, cao 27 nè, hoành 24 cao 27 nè. Hoành 19 nè, cao 38 nè. Rồi cái này là cao 33 nè, hoành 27 nè nha anh em. Có đo thông số hết trơn rồi. Ừ. Tương đối là chính xác luôn rồi đó. Rồi xây đi Tùng ơi. Rồi. Nhóm 3 là từ cây số 1, cây số 3 này ha. Rồi. Là em ba cây này là đồng giá 1 triệu rưỡi em bao ship tới nhà luôn ha. Rồi cây số 3 nè, quay nhẹ nhẹ cho nó xéo lên chút đi. Cây số 2 nè nghe anh em. Toàn là thú không ha. Cây số 1 nè nghe anh em. Rồi từ trên dịch xuống cái nè. Rồi xây luôn ơi. Anh chụp ở trên dội xuống cho, quay ở trên dội xuống cho anh em thấy cái lưng đó. Thấy lưng luôn. Rồi ok quay đi em theo được. Mỗi một cây là 1,5 triệu em bao phí tới nhà, anh em thích cây nào thì lựa cây đó. Này nhóm 3 ha. Rồi nhóm 3 cây rồi. 1,5 triệu một cây. Rồi xin một vòng nữa đi rồi cho xuống. Rồi. Rồi tiếp tục rồi. Lên nhóm 4 đi. Xoay cái thông số nha. Đây đúng rồi. Thêm là một chiều thôi. Đây đúng rồi. Đây. Đưa cái lắc rồi ra đây đi. Để thông số, cái số kia. Tìm số rồi. Rồi, cái này cũng là giọng lắc số 6 luôn nè, lọc nó nghe nè. Rồi. Xoay đi. Rồi cái này là nhóm 4 nha anh em. Nhóm 4. Bàn đem ghi vô cái. Như cây này là hoành 20 cao 48. Còn cái cây cao này chưa có đo hả Tùng? Ờ chắc đo sót rồi. Đo sót rồi. Cái này chắc cỡ mét mấy à? Để em đo luôn nha. Cây này lắc chân cành đẹp nha anh em. Rồi 118 ha. 116 ha. 116. Số đẹp luôn nha. Rồi lắc. Ừ. Rồi. Rồi ba cây này đồng giá là 1 cây 1,5 triệu em bao phí nha. Cây 1,5 triệu nhóm 4. Nhóm 4 là 1 cây 1,5 triệu em bao phí luôn ha. Xem vòng coi lại cái hoành cây nè. Rồi cây này hoành 10, hoành 25, cao 72. Rồi ngưng đi Tùng, mang cái xe nữa. Còn cái cây này là nãy là 116. Hoành 23. Còn cây này là hoành 20, cao 48. Rồi quay rồi. Cái mặt số đi. Rồi mặt này là nhóm 4 là cây số 1 rồi nghe anh em. Nhóm 4 cây số 2 nè nghe anh em. Nhóm 4 cây số 3 nè nghe anh em. Rồi cho một vòng nữa Tùng ơi. Rồi nói giá luôn Tùng ơi. Rồi cái nhóm 4 này là mỗi cây 1,5 triệu em bao phí luôn nha. Mỗi cây 1,5 triệu bao phí luôn. Rồi. Tới nhà cho anh em luôn á. Tới nhà cho anh em luôn. Rồi. Đổi thôi. Đúng nữa rồi. Bỏ cây này lại đi. Bỏ cây này đi lấy cây cao đi. Còn 2 cây nữa mà. Cãi. Để nó đi. Để nó đi. Cái này là nhóm 5 nha anh em. Nhóm 5. Số ở
19. Quanh 19. Đây, cây này là cao 22, cao 32. Cây công công này nha anh em. Rồi, cây này là quanh 19, cao 35, cao trên tới đây 35 nó có cầm được ra. Còn cây bên đây là cao 49. Rồi quanh 25. Rồi, xây đi Tùng ơi. Rồi, nhóm này nhiêu? Nhóm 5, đánh số cây đi. Đây là nhóm 5 nghe anh em. Rồi, nhóm này là giá 1 triệu 3 em bao phí ha. 1 triệu 3. Rồi, xây đi Tùng ơi. Rồi, nhóm 5 đây là để đó. Nè, cây số 1 nè anh em. 1 triệu 3 một cây nha. 1 triệu 3 một cây bao phí tới nhà anh em chọn cái nào chọn ha. Quay nữa. Cây số 2 nè. Rồi, cây số 3 nè nha. Rồi, cho nhóm tiếp theo. Đây, kia ra đi. Cao 72. Quanh 19 cao 72 anh em. Rồi cho nó hết nổ luôn đi. Nổ quá. Rồi. Nhóm mấy rồi? Nhóm 6. Nhóm 6. Rồi cái này là nhóm 6 nha anh em. Rồi cây giữa chưa có thông số luôn nè. Rồi. Rồi đây cái này là quanh 22 nha, cao 122. Cái này nó nổi xù nha nè. Cao 122. Nhóm 5 và cây số mấy? Rồi, cây số này là quanh 19, cao 42. Rồi, bắt đầu ghi nhóm đi. Cái này nó có lục xù là quay cho anh em coi. Ghi nhóm, ghi số luôn. Rồi, quay này. Xin dòng. Rồi. Nhóm 6 này cũng giá 1 triệu 3 em bao phí luôn ha. Ngưng mặt này nè để báo số. Rồi ngưng. Rồi cây này cây số 1 của nhóm 6 anh em. Rồi tiếp theo là cây số 2 của nhóm 6. Rồi tới cây số 3 của nhóm 6. Rồi nổi. Mấy cây này là giá, nhóm 6 này là giá 1 triệu 3 em bao phí nha anh em. 1 triệu 3 bao phí. Anh em thích cây nào thì lựa cây đó ha. Rồi. Rồi đổi thôi đi. Tiếp theo là nhóm 7 nha anh em.
Rồi xe vào cái Tùng ơi. Cái này là nhóm 7 anh em. Nhóm 7 ngày 10 giờ, ngày 20 ha. Rồi, để đứng nó đây. Đây, cây này là hoành 24 nha, cao 40. Cây này là hoành 25, cao 51. Cây này là hoành 18, cao 45. Rồi, xe vòng với Tùng ơi. Rồi, nhóm 7 này là giá 1 triệu 2 em bao phí luôn ha. 1 triệu 2 bao phí. Rồi, tạm lựa cây nào thì lựa ha. Cây số này là cây số 1 nè nha. Bán lẻ từng cây hoặc bán nguyên nhóm. Rồi, cây số 2 nè nha. Cây số 3 nè nha. Thì anh em có nhu cầu liên hệ em là số điện thoại 0903820888 ha. Hoặc anh em tới nhà thì là khu vực 10 phường Châu Văn Liêm nha, số nhà 922 ha. Rồi. Rồi. Rồi, đổi thôi. Còn nữa không? Để giữa đây, chỉ đó, để giữa đây anh em ơi. Con cuối cùng. Con cuối cùng. Rồi, đây là nhóm cuối cùng nha anh em. Vừa rồi là số. Nhóm 8 phải không? Rồi, đây rồi, 9 nè. Cái này là mấy? Nhóm số 8. 88. Rồi nhóm này giá sao Tùng ơi? Cái này cũng 1 triệu 2 em bao phí luôn. 1 triệu 2 bao phí. Thú này, cái này thú mà nó hơi xù xù nữa. Còn 20. 22. Nắp tật, gãy gãy. Còn 20 gram 2. Rồi cái này. Cây bên đây là hoành 16, cao 41. Có uống lượng nha anh em. Rồi, cây này là nhóm 8. Xù. Hoành 18, cao 60. Xù nha anh em. Dạng lắc léo. Cái này cũng xù, lên xù nè, dạng thú luôn. Quay cái đích cho anh em coi. Rồi, quay đi. Quay đây rồi, cây này cây số 3 nè nha, nhóm 8. Cây số 2, nhóm 8, cây số 2 đây. Rồi, cây số 1, nhóm 8, rồi xây dầm đi Tùng ơi. Rồi cái nhóm này là cũng đồng giá 1 triệu 2 một cây em bao phí ha. 1 triệu 2 một cây anh em đừng hiểu lầm 1 triệu 2 3 cây mà chết em mà ha. Rồi. Rồi, tổng thể luôn. Rồi, xây đi. Rồi, vậy là hôm nay mình kết thúc cái clip này đây á Tùng. Dạ dạ. Rồi, bác chào bà con luôn Tùng ơi. Rồi, chào anh em nha. Mong anh em ủng hộ tặng mình coi gì đi không biết nói gì giờ. Ủng hộ. Ừ. Anh em cũng tìm những cây đẹp và giá cũng nghĩ cho anh em nghe tiếp theo á. Dạ. Rồi. Đây. Cây sơ đây cho anh em xem đây. Đây, hồi nãy giờ cái này của mình đúng không? Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em vào clip sau.